Trong cái bài đó tôi có nhiệm vụ hát có một câu à. Mà tôi mê, tôi đứng ở dưới mà tôi mê, tôi nhìn các anh chị đứng lên để hát, tôi quên cả nhiệm vụ của tôi. Và khách đó chỉ ngay chỉ ngay đó. Dạ, xin mời thầy và chị Duyên Anh và mình lên. Em đại diện cho tất cả anh chị em FME. Cảm ơn thầy đã dìu dắt anh em. Tụi em chúc thầy sức khỏe dồi dào để thầy tiếp tục dìu dắt anh em trên con đường fitness. Tụi em có một chút quà cho thầy, xin biếu thầy. Chúng ta cũng không quên chúc người đứng bên kế bên thầy là chị Duyên Anh đã hỗ trợ thầy và động viên thầy để có nhiều sức khỏe, nhiều năng lực để hướng dẫn anh chị em FME trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn thầy và chị Duyên Anh rất nhiều. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Thật sự là mình có một số video mình muốn chia sẻ với các bạn, nhưng mà cuối cùng rồi cũng không có thời giờ để làm. Có thể cái đó là chưa, cái duyên nó chưa đến. Nhưng mà mình rất mong muốn các anh chị ghé qua để thấy cái sự tập luyện khó khăn của các anh chị ở đây. Thí dụ như vác bánh xe chạy, cứ nghĩ là cái chuyện nó của đàn ông, nhưng mà no. Phụ nữ FMA làm ráo hết. Nghĩa là bánh xe mà vác qua đầu, chạy lên đồi xong chạy xuống, rồi bò lên lết. Có những động tác mà anh chị sẽ không ngờ được là nó ở trong hình dung. Lý do mà chúng tôi tập như vậy đó, làm như vậy. Khi mà ở Việt Nam, mình luôn được những người thầy ca tụng cái môn võ của chúng ta. Nhưng mà suy nghĩ kỹ đó, khi mà ra ngoài thế giới đó, thì mình thấy là những cái quốc gia mà họ thật sự mang những cái giải nhất về, ví dụ như Mỹ chẳng hạn, cái nơi mình sinh sống, thì tôi biết tìm hiểu là tại sao cũng cùng những cái thế đơn giản như vậy mà hai cái cách đánh nó khác nhau, thì phía sau của cái thế đó nó rất là quan trọng là cái phần thể lực. Phần tập cái core của nó thật là tốt, chân thật là vững, dẻo dai. Chúng ta biết là cơ thể chúng ta là những khúc xương đó nó sẽ không cử động được khi chúng ta có cơ bắp. Và cơ bắp của chúng ta sẽ mất đi từ khi chúng ta bắt đầu 30 tuổi, mất dần. Nếu mà những người nào vào tuổi trẻ xây dựng cho chúng ta một cái cơ bắp tốt, thì sự mất mát sau đó và những năm sau đó nó giảm đi không nhiều lắm. Tuy nhiên chúng ta sống ở một quốc gia nghèo, không có thức ăn, cho nên là vấn đề tìm hiểu về tập thể dục hay là cách ăn uống hoàn toàn không có. Do đó người Việt Nam chúng ta hay người Á Đông chúng ta cơ bắp rất ít, đúng không ạ? Chúng ta thì nhìn lại coi hồi xưa chúng ta ở sống trong nước Việt Nam có bao nhiêu trung tâm tập thể dục, có bao nhiêu sân vận động được những người, giới trẻ ra đó để tập dục, hoàn toàn là không. Chúng ta chỉ chơi đá banh ở trong làng trong xóm, mà đôi khi còn bị la, còn bị cấm không được chơi. Thì khi mà qua đến đây, tôi được dịp làm cho, lúc mà còn đi học tôi làm cho những trung tâm tập thể dục, thì mình nhìn được cái cách phương pháp của người ngoại quốc, người Mỹ, họ nhìn vào thể dục như thế nào. Và tôi chiêm nghiệm được những người học võ trước tôi, học võ cùng tôi và học võ sau tôi, họ luôn luôn nói là tập võ cho khỏe người. Chưa chắc, tại vì nếu mà không tập thể lực mà chỉ tập thế không đó, mà thế mà cứ đánh trong bộ không khí không, nó sẽ không được, không là gì hết. Mình chỉ tập đánh cho đẹp thôi. Thì cái đó, sau đó là cái nhìn của tôi hoàn toàn về võ thuật.
những kinh nghiệm tôi học được khi đi làm cho những trung tâm fitness, học được về những lớp về nutrition, thì tôi apply tất cả những cái đó vào cái lớp FMA. Bây giờ chúng ta tới đây nha, chúng ta sẽ là sinh hoạt vui đúng không ạ? Tất cả những người ngồi trong đây đều sẽ được lên đây để trình bày những cái hay nhất của mình. Thứ nhất tôi mời là anh Dân, xin mời anh Dân lên sân khấu.